Kính thưa quý vị, tòa nhà hình đồng xu được xây dựng hoàn tất tại Trung Quốc, tin từ Quảng Đông. Một tòa nhà hình tròn thẳng đứng được thiết kế dựa theo ý tưởng về một đĩa ngọc cổ của Trung Quốc và đã được xây dựng hoàn thành tại tỉnh Quảng Đông ở phía nam nước này. Tòa nhà bao gồm 33 tầng lầu nói trên, có một chiếc lỗ rộng đến 47m ở chính giữa, được xem như là một công trình biểu tượng của thành phố Quảng Đông, mặc dù vị trí mà nó tọa lạc cách xa trung tâm của thành phố gần 40 phút chạy xe. Theo kiến trúc sư trưởng Joseph DePascal cho biết, chiếc lỗ ở giữa tòa nhà chính là điểm nhấn cho toàn bộ cấu trúc bởi vì nó tạo ra một ấn tượng mạnh đối với người xem. Bên cạnh đó, tòa nhà nói trên còn được xây dựng ngay bên bờ sông Trân Châu, phản chiếu thành con số 8 trên mặt nước, một con số may mắn dựa theo quan niệm của người Trung Quốc. Theo ông John Ma, quản lý dự án công trình đã lấy ý tưởng thiết kế từ một chiếc đĩa ngọc bích hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng ở tỉnh Quảng Đông. Theo ông John Ma, thiết kế hình tròn của tòa nhà là một hình ảnh tượng trưng cho quyền lực và sự thịnh vượng, đại diện cho mong ước tốt đẹp của người Trung Quốc. Tòa nhà nói trên sẽ là nơi tọa lạc của sàn giao dịch nhựa lớn nhất Trung Quốc, có tên gọi quốc tế là Guangdong Plastic Exchange, với giá trị của mặt hàng nguyên liệu và sản phẩm nhựa giao dịch mỗi năm lên đến hơn 300 triệu nhân dân tệ, tương đương với 49.5 tỷ Mỹ Kim. Theo ước tính, công ty đã chi ra hơn 100 triệu nhân dân tệ để xây dựng công trình độc đáo nói trên. Mặc dù đã được xây dựng hoàn tất từ ngày 16 tháng 12, tuy nhiên, hiện các công nhân vẫn đang tiến hành hoàn thiện nội thất bên trong và ở khu vực đại sảnh của công trình. Theo phát ngôn viên của dự án cho biết, hiện công ty vẫn chưa đưa ra thông cáo chính thức về ngày khai trương của tòa nhà này. Sự xuất hiện của công trình nói trên đã thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng trong nước đã đặt cho tòa nhà một cái biệt danh là tòa nhà tiền xu, chỉ trích nó như một biểu tượng của giới thượng lưu Trung Quốc. Hồi đầu năm nay, họ đã tổ chức một cuộc thi đặt tên cho tòa nhà với phần thưởng có trị giá là 100.000 nhân dân tệ thuộc về chủ nhân của cái tên là Guangzhou Circle.